Mọi người ơi, hôm nay sẽ test dòng serum chống nắng và dưỡng da của nhà Foreign Code nha cả nhà. Em này thì Huyền đã sử dụng kem dưỡng nâng tông màu trắng và kem màu tím dành cho ban đêm chống lão hóa, cũng như là kem body nâng tông dưỡng trắng của nhà Foreign Code rồi, và thấy nó rất là thích cái chất kem cực kỳ là mê tơi. Hôm nay mình đã quyết định dinh một cái em serum chống nắng của nó về xem là dùng nó có thích không nhá. Em này thì nó cũng chiết xuất từ quả marula ép lạnh, là một cái quả mà nó cực kỳ nổi tiếng tại châu Phi, và nó có hiệu quả chống oxy hóa gấp 60% so với các dầu argan cả nhà. Bên cạnh đó thì nó có cả cái gì nhỉ, chiết xuất ngọc trai à, nên là nó sẽ làm sáng da và nó sẽ làm cho da của mình khỏe hơn, vì nó có đến 20 loại axit amin gì đó. Và mình có Huyền có đọc thì cái thành phần thứ ba trong con Foreign Code này nó là có cả tinh chất của rau má, nên nó sẽ hỗ trợ làm dịu da cũng như là làm cho cái làn da của chúng ta được ngăn chặn những tác nhân ảnh hưởng từ cái yếu tố bên ngoài môi trường. Và thứ tư đó là nó được cấp bằng sáng chế bởi cái hợp chất rất là nhiều cái loại mà nó làm dưỡng sáng da, làm tươi trẻ cho da, là cái gì, chiết xuất từ dứa với cả kiwi ở nhà. Nên là nói chung là con sản phẩm của Hàn Quốc nó cực kỳ nổi tiếng, hãng này rất là nổi tiếng rồi, nên là về hiệu quả, an toàn cũng như là độ tin cậy và đối với một cái brand ấy thì mình rất là thích. Và cái này thì mình mua về đây, cả nhà mua khi mua về nó sẽ đầy đủ siêu, và mình cái chai nó rất là xinh như này, biết là size 2026 nhá. Thì con này có SPF 37 PA2+, tức là mình có thể, nó là một cái dòng serum dưỡng trắng da nhá, đây nó ghi là dưỡng trắng da chống nhăn nhá, và nó sẽ bảo vệ làn da dưới ánh sáng mặt trời, nhưng mà nó chỉ là chỉ số chống nắng nhẹ nên mọi người dùng ở trong nhà. Mặt Huyền thì đã có sử dụng buổi sáng đấy, có sử dụng ban nãy là có sử dụng đắp mặt nạ của nhà Carol's, và có ở trên mặt là một lớp nhẹ serum ampoule của Matidum dòng Photo Age HA+, và thế thôi. Và bây giờ mình sẽ dùng thử nhá. Đây này, mở ra này, ôi trời ơi, cả nhà thấy không, nó sẽ là một cái màu hồng à, mùi giống cái mỹ phẩm Essence, mấy mỹ phẩm Hàn Quốc thông dụng mà mọi người hay biết đấy, thấy không, chất của nó lỏng lỏng như này. Và màu của nó thì đây, nó hồng y chang này. Mặt tôi là không hoàn toàn mặt mộc nhá, và đang dùng camera thường thì cả nhà thấy không. Bây giờ mình sẽ thử xem cái chất của nó là cái kiểu gì nha. Đây, mình sẽ bôi ra tay trước nhá. Đó, tán dễ, mùi dễ chịu. Đây, cả nhà thấy không, nó nâng tông một chút đúng không, nâng tông rõ rệt so với cái bàn tay bên phải, và chất của nó như kiểu phấn nhẹ nhàng ấy, mà nó không có cảm quan của tôi nha, thì thấy là nó không hề bị bệt phấn đâu, không hề, nó rất là mướt luôn, nó đẹp đó nha. Bây giờ mình sử dụng lên trên khuôn mặt của mình xem là nó như thế nào nha anh em ơi. Đấy, cái đầu bóp này bằng cao su này, nói chung là xinh thế đó. Thử bên má bên này, bên nửa mặt bên này trước, xong rồi xem như nào nhá, so với mặt bên này nhá. Chắc là vỗ này à, thử xem. Nâng tông nha mọi người ơi, và nâng tông là hồng hào, thấy không mọi người, thấy không, nâng tông rất là rõ rệt luôn nhá. Đang là có bật ánh đèn điện và ánh sáng tự nhiên, mọi người thấy không này, mọi người thấy không đó, có thấy nâng tông rõ không, và nó tệp vào da nhá, không có cảm giác bị bì ý, nó cũng thoải mái, đẹp đấy. Đẹp nha, thấy không? Bây giờ mình sẽ thử sang mặt bên này, nốt cái chỗ còn lại nhá. Ê mê nha. Nó tê vào nhái là nhanh luôn đấy. Con này đúng là
thương hiệu khác ấy nhỉ, tìm nào của lấy nhỉ. Mà thực ra nó không đắt đâu mọi người ơi, chung là có hơn 200.000 mà một cái chai 30ml này thì eo ơi, chất thích thế, tán rất là nhanh luôn nè, thấy không, tẩy vào da rất là nhanh. Eo ơi, em dùng cái con phone cốt này em thích nhất là cái dòng dưỡng body của nó ấy. Eo ơi, nó xuống, nó mê, nó mịn, nó xuống lắm luôn ấy, và nó không hề có gây một cái tình trạng bị kiểu như là bờ da hay gì. Nói chung là thích lắm. Cái chai mà ôi, nâng tông rõ rồi cổ không? Mà nâng tông nó đẹp ấy chứ không phải nâng tông vớ vẩn. Ôi đẹp ấy nhỉ. Nên mà chị nào mà chỉ làm văn phòng hay ngồi trong nhà thôi thì dùng cái này thích nha các chị ơi. Thầy xong mình có cần chị nào mà da khô hay gì đấy, gen da khô nhá. Chị thích bóng mướt thì các chị có thể sử dụng nhiều nước serum bên dưới để dưỡng cho cái da của mình được bóng nó mướt hơn. Còn không thì ôi, mê thế nhở. Này nhìn này, đẹp nha, mặt em hoàn toàn là mộc. Thấy không? Ôi thích thế nhở. Thích nha, chấm điểm nha. Vậy cái giá này thật sự là 10 trên 10 luôn ạ. Đẹp ghê. Đẹp quá các bà ơi.